Xin cảm ơn những lời phát biểu của Phật tử Khánh Trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đại lễ Lạc Thành chùa Giác Minh và đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, bà con ta có phúc duyên rất lớn và đón được thượng tọa cố vấn Thích Trí Trơn, cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trụ trì chùa Giác Đạo thành phố Khép, viện chủ tu viện Khánh An thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã về đây từ bến yêu thương, thầy đã không quản đường xa khó nhọc, các lại bao Phật sự ở quê nhà để đến với những người con Phật, những tấm lòng Phật nơi đất nước Cộng hòa Séc. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa ban cho chúng con một thời pháp nhân sự kiện trọng đại này, xin cung thỉnh thượng tọa. Kính thưa ông Phạm Chiến Thắng, bí thư thứ nhất, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa ông Nguyễn Duy Nhiên, phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa cụ Hoa Tâm, chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa ông Nguyễn Tú Lâm, tổng giám đốc Trung tâm Thương mại An Đông. Thưa các quý vị đại diện cho các đoàn thể trên Cộng hòa Séc, các quý vị Phật tử trong Hội đồng điều hành Hội Phật tử Ba Lan, Trung tâm Thương mại Phật giáo Bang Rất Rền, các chi hội Phật tử ở các vùng miền ở trên Cộng hòa Séc. Thưa bà con, hôm nay trong không khí hân hoan, trang nghiêm và trọng thể, chúng ta cùng nhau về đây để tổ chức đại lễ kỷ niệm ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Niềm vui được nhân đôi khi bà con cộng đồng của chúng ta ở tại trung tâm thương mại của chúng ta đã cùng nhau xây dựng một ngôi chùa và đã thành tựu viên mãn, để hôm nay chúng ta làm lễ lạc thành chùa Giác Minh An Đông. Xin cho phép tôi được thay mặt Hội đồng Giáo Thọ Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cũng như với tư cách cá nhân, tôi xin kính gửi đến quý khách, lãnh đạo các cơ quan đại diện, các tổ chức hội đoàn, các quý vị Phật tử và bà con kính mến đạo Phật, hưởng một mùa Phật đản sức khỏe, an vui và thành tựu công đức. Thưa quý vị, cách đây khoảng một giờ đồng hồ, ngồi trò chuyện với ban lãnh đạo trung tâm thương mại, có anh Lâm, tổng giám đốc, rồi có anh Thuấn, phó tổng giám đốc. Anh Thuấn đã nhắc lại cái ngày đầu tiên tôi có mặt tại đây. Tôi không nghĩ là anh Thuấn có thể nhớ rõ đến cái thời điểm năm 2006, tức là 10 năm trước, bản thân tôi, cụ Hoa Tâm và một vài cụ già đến đây, đến để thăm viếng ban lãnh đạo, đến để thăm bà con mình. Anh Thuấn với một nhà kinh doanh, có lẽ là cái việc ngoại giao rất là quen thuộc, nhưng mà hôm nay anh lại tiếp đón một ông thầy không biết xưng thế nào, cũng biết chào thế nào và cũng biết đứng ngồi thế nào. Cái lọng cà lọng cộng thật sự dễ thương. Và hôm đó là đến thăm, anh còn nhắc là ngồi uống nước ở trên lầu, ở trên gác.
Rồi anh đưa chúng tôi xuống thăm bà con mình, đi đến từng quầy, từng người. Có một số vị còn hỏi: thầy khỏe không? Gia đình thầy hôm nay thế nào? Câu hỏi đó tôi chỉ mỉm cười và không có câu trả lời. Nhưng bây giờ thì đã có câu trả lời. Tôi trả lời rằng: ở đâu có chùa, ở đó là gia đình tôi. Ở đâu có những chiếc áo nâu, ở đó là gia đình tôi. Và hôm nay tôi đang thật sự sống trong gia đình của mình. Gần 4 năm trước, khi chi hội Phật tử Praha 10 được hình thành, thì cũng giây phút đó niệm Phật đường Giác Minh được ra đời. Nhưng niệm Phật đường nằm ở trên gác. Cái thuận lợi là vào chợ thì gặp chùa, nhưng cái khó là lên lầu hơi khó, một số vị có tuổi cũng hơi khó. Tôi nhớ lại những cái khoảnh khắc mà một nhóm Phật tử không đông, cái cách mặc áo dài chưa quen thuộc, thậm chí chỉ xỏ hai cái tay vô áo không cần cài, nhìn nó dễ thương lắm. Và thậm chí có những người mặc với một cái tâm trạng rất ngại ngùng, ngại người này nhìn mình, ngại người kia nhìn mình. Nhưng đến giờ phút này, cụ bà 70-80 tuổi cũng mặc, một em trẻ thơ 7 tuổi, 10 tuổi cũng mặc, những cô thiếu nữ, những anh thanh niên cũng mặc, mặc rất tự tin, mặc rất đẹp, và mặc với một cái tâm thế an lạc, thảnh thơi và nhẹ nhàng trong từng bước chân đi. Thưa quý vị, chưa bao giờ mà tôi cảm nhận được một cái niềm hạnh phúc trào dâng. Đầu chợ là Phật tử, cuối sớm là Phật tử. Nhìn những chiếc áo nâu thật thánh thiện, thật hiền lành, thật đẹp đẽ, và một dáng vóc của Việt Nam chúng ta thật sự có mặt. Chúng ta phải biết áo nâu không chỉ là chiếc áo của người tu, mà đó là chiếc áo của người Việt Nam của chúng ta, của văn hóa Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Mặc trên mình chiếc áo nâu là quý vị đang truyền bá giáo pháp của Đức Phật, nhưng cũng là mang một sứ mệnh là phải giữ cái văn hóa Việt Nam cho thật bền, cho thật đẹp ở trong lòng và trong sự sống. Những ngày đầu trong những buổi giao lưu, mình cũng lọng cà lọng cộng, hỏi thì không biết hỏi gì, mà hát cũng không biết hát gì. Thậm chí là 5 anh em trên một chiếc xe tăng cũng hát luôn. Nhưng mà bây giờ đâu đâu cũng lời Phật, đâu đâu cũng khúc hát quê hương, đâu đâu cũng những tiếng mõ lời kinh. Mỗi bước chân đi của tôi tràn ngập hạnh phúc. Có thể nói đã có lúc những giọt nước mắt hạnh phúc đã rớt xuống, và thấy được chúng ta sống được hạnh phúc an lành trong một cộng đồng rất đẹp, trong một tổ chức hội người Phật tử rất đẹp. Ngôi chùa có mặt, nơi cho chúng ta đi về, nơi cho chúng ta lui tới lễ bái. Có những lúc buồn, những lúc vui, chúng ta đến với chùa. Những lúc khổ sướng, chúng ta đến với chùa. Tôi có thể nói chùa là một hình ảnh rất nên thơ. Thực sự tôi không biết làm thơ, chứ nếu biết làm thơ thì tôi nghĩ rằng là ngay An Đông của chúng ta sẽ có rất nhiều bài thơ nói về đạo, về cuộc sống. Tôi không biết làm thơ nhưng biết đọc thơ. Thơ của Nguyễn Bính, một nền văn học Việt Nam của chúng ta. Quê tôi có gió 4 mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông khua gió sớm
trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ chuông, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Ta biết xuân hạ thu đông bốn mùa là một quy luật tồn tại khách quan. Gió thoảng, mây bay, trăng sáng, trời trong, đó là quy luật tự nhiên tồn tại khách quan. Nhưng dưới cái nhìn của một nền văn học Việt Nam, của một nhà văn Việt Nam, thì quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Như vậy chùa cũng là một điều kiện tất yếu của một sự sống. Chúng ta hình dung khi một sự sống mà không có xuân hạ thu đông, không có trúc biết mai vàng, thông xanh trăng bạc, không có gió thoảng, thì cũng giống như cuộc sống mà không có chùa. Chùa đã đưa ta về với cõi an lạc thanh thoát nhất. Nó gắn với văn học Việt Nam, nó gắn với con người Việt Nam, và nó trở thành một yếu tố tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.